Hôm nay mình sẽ làm tiếp tục phần 2 hướng dẫn chơi Octahedron. Hiện tại ngoài trời thì đang mưa, bên trong phòng thì rất nóng dù nó vì nó rất là kín. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn thêm một công thức thôi. Thì hồi trước mình đã chỉ các bạn giải các đỉnh và các cạnh, thì hôm nay phần khó nhất chỉ là giải cái tâm thôi, nó hơi lâu chút, hơi lằng nhằng. Thì mình có một công thức duy nhất, mình sẽ chỉ các bạn như sau. Mình này nó rất là ngắn nên chủ yếu là không cần làm nhiều, có một vài cái trick để mình làm cho nó nhanh hơn thôi. Thì công thức của mình nó sẽ là chuyển hai cái này và chuyển hai cái này và chuyển hai cái này ở hai cái vị trí này. Nó là như sau. Như là bị miss công thức rồi. Rồi, sẽ ra được. Bây giờ con này mình lâu rồi mình không có chơi nhiều nên quên công thức cũng là khá đương nhiên. Rồi thì hỏi hai cái này này được, phải làm nhanh nhanh một tí thì nó mới mình sẽ để nó nằm góc, nằm ở bên hướng bên này, một góc nằm ở dưới đây. Chuyển hai cái này lên và rồi à. Rồi nó đã chuyển hai cái này, nhưng mà cái mục đích chuyển của mình nó phải thêm, nói chung là mình cứ dạy chỉ các bạn đơn giản một vài phần đi, rồi tí nữa thì mấy viên cuối mình sẽ chỉ nâng cao hơn một chút. Và bây giờ mình sẽ chuyển hai cái viên này và viên này, chuyển qua viên này, nó không có bị gì hết, mình sẽ chuyển luôn. Làm công thức hồi nãy viên này về đúng vị trí, đã còn một viên tím nữa thôi, thì mình sẽ để nó nằm ở bên này. Mình sẽ hoán hai cái viên này. Thời gian thức rồi, các bạn có thể xoay các mặt hoặc tự set up lên, thì các bạn hãy cũng đã biết cái phần này. Đó là xoay, là mấy bạn xoay cho nó cái viên cần đưa vô cái viên này nó vô cái vị trí đúng, nhưng mà nó không làm phá đi cái viên cần ấy. Nói chung là nó giống như cái này nè, đây là bang qua, đây là B là chữ ZA. Còn đây là phần setup của B là chữ NA. Setup là nó như vậy, để đưa hai viên này lại gần với nhau. Rồi mình dùng công thức đó mình chuyển hai này lại. Rồi mình setup là nó lại ra được một trường hợp mới. Đó gọi là setup. Là di chuyển một vị trí các viên để đạt được hiệu quả mình mong muốn. Rồi. Tiếp theo là ở mặt xanh lá. Xung quanh này không có một viên nào. Setup viên này xuống. Đưa viên này xuống, đưa viên này qua và hoán hai viên này, nhưng đồng thời nó cũng hoán thêm một, kéo thêm một viên nữa để mình kính tính là đi coi nó. Khi các bạn xoay thì phải nhớ cái đường để khi các bạn làm xong các bạn phải trả lại. Chơi con này bị lố mấy lần thì nó cũng hơi bị teo, mà chơi hoài nó cũng quen, chơi dễ nhìn được. Rồi còn viên xanh lá mình sẽ đưa nó xuống đây,
là bây giờ nó hơi bị rối một chút, các bạn chú ý nhìn kỹ một chút. Cái này sẽ đưa qua đây thì cái này cần để như vậy, xoay cái này qua, mình tạm thời mình hoán hai viên này trước đã cho nó xong màu xanh lá đi. Cái máy mình nó hàng bị rung, mình để nó như vậy. Rồi, tôi đã làm xong mặt xanh lá. Tiếp theo là mặt đỏ. Đỏ, cái máy mình nó hơi bị thiếu tầm nhìn. Rồi, đỏ. Tôi đưa viên này xuống đây. Tôi thấy quá lợi luôn, thì vì hai viên này có thể chỉ được với nhau. Hai viên này. Mình đồng thời đổi được hai viên này. Tắt màu thức như hồi nãy. Cái phần tâm này mình thấy là phần khó nhất nhưng là vui nhất, vì nó kích thích tư duy nhiều hơn các phần khác. Rồi, tiếp theo. Cái chuyển hai viên này. Nhưng sao đừng để cho nó mất một viên nào hết. Thì thứ nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ hoán cái viên này xuống mặt này. Sẽ đổi một cái viên trung gian ở đây. Mình sẽ hoán viên này xuống, rồi từ viên này sẽ từ từ chung hơi bị bối rối. Mình sẽ hoán viên này xuống trước đi, hoán viên này xuống. Mình sẽ bưng cái viên này qua đây. Vì hai viên này giống nhau nên các bạn đổi hai viên này cũng như thay đổi hai viên này, nên các bạn xoay như vậy. Để viên này xuống đây, xoay viên này qua, rồi các bạn khoáng hai viên này, nó lại gì trở về như cũ. Con này hơi mệt phần ấy nhiều hơi một chút. Rồi các bạn xoay qua, bạn hoán hai cái này với hai cái này để cho nó đúng vị trí. Cái này nè với hai cái này. Phần này mình rất là khó để giải thích, vì theo cách chơi của mình là cách chơi tự mà mày mò suy nghĩ, nên mình toàn chỉ theo kiểu tự do, chơi tự do là nó không bị gò bó nhiều, cho lối tự suy nghĩ. Mình sẽ hoán hai cái này và hai cái này, cái này cùng màu nên không sao. Rồi hai cái màu này coi, mình có thể hoán cái viên này xuống đây, hoán qua đây. Cái này có tới vô vàng trường hợp vì thế nên không thể nào mình chỉ hết được. Các bạn không nên học vẹt toàn bộ công thức như 3x3 mà hãy biết tự nghiệm cho mình một cách chơi hay nhất mà có thể. Trường hợp này là trường hợp khó, trường hợp mấy viên cuối, cái hai viên này cần khoáng với nhau, và hai viên này, mặt này cần khoáng, đưa một cái viên cam vào trong mặt này để cần đưa viên cam nè vào trong mặt này để khoáng cùng lúc cái này và cái này, sau đó lại trả lại viên cam, trả lại cái viên nào đó vô, thì mình sẽ đưa viên cam vô. Để có thể
đưa lên đây với viên này, mình sẽ đảo dùng công thức. Rồi mình đã về đúng ở vị trí. Thì hồi nãy mình có một viên mình shit, hình như bị hoán ba cycle, phải hoán lại. Đấy, gặp ra trường hợp ba góc ở trên đỉnh trên mặt một mặt làm như vậy khi mà setup nó bị sai. Các bạn hãy dùng công thức là nó về, nó về bên này, xoay lên đưa qua xuống. Không, nó về bên này. Thì gặp mấy trường hợp này coi như các bạn xui, bắt buộc phải làm lại hơi bị nhiều. Để làm khoảng hai này trước luôn. Rồi, nó đúng với trường hợp mình cần. Trường hợp này dễ, mình sẽ đưa cái này lên để nó nói với cái này. Và này nói với cái này, và nói chung là mình cứ làm mặt cam đi. Rồi có hai viên nằm ở đây chặn đổi với nhau, mà sử dụng công thức khác. Tới cuối clip mình sẽ hướng dẫn một số công thức cơ bản của con này để các bạn nghiệm dễ. Giờ đầu tiên mình sẽ nó gặp nó sẽ có là một viên này đổi một viên xám nào trong này nó, rồi đổi tới viên trắng. Thì mình sẽ đảo hai viên này và lấy viên này làm viên trung gian. Ta được đổi và ta có hai viên này để nối lại với nhau, hai viên này để nối lại. Thì làm rồi ta đã giải xong ở tầng bầu tâm và chỉ còn hai góc. Thì cũng có công thức đơn giản luôn là, thì đầu tiên thì công thức này mình không có nghĩ là mình nói cái mà lý thuyết của nó luôn thì hơi khó, mình chỉ thẳng. Mà như cái này bị sai góc, cái góc này chỉ cực xoay 90 180 độ thôi, còn khi mà bị xoay 90 độ là cái góc này bị sai. Đầu tiên tôi đưa góc này lên đây để mặt này, hai góc cần lật, hai góc cần đổi nằm ở hướng này để mặt này làm ép tay lên qua. Rồi nói chung là mình đổi bên này đi, rồi các bạn sẽ đưa góc này lên trên đây. Các bạn làm thức như thế này, không có rõ công thức đâu rồi, chưa chơi con này. Mình sẽ đắp lên như vậy cho nên nó nói với nhau. Các bạn làm công thức kia hồi lại một lần nữa. Các bạn trả lại cho nó đúng như ban đầu. Các bạn làm đưa cái viên kia lên như nào, các bạn trả lại trang bạn. Thế là mình đã giải xong ốc thẻ rồi. Thì có hai công thức các bạn cần nhớ là khoáng hai cái là cái này, nó là thuốc này rất là dễ, nó là hoán hai cái. Thì các bạn có nghĩa là nó phải hoán một viên này với một viên nào đó
trong hai bên này, vì hai bên này giống nhau nên nó không, nên nó rất dễ bị nhầm lẫn lên trên này. Bạn có thể làm như công thức hồi nãy mình chỉ, khoáng như một viên sáp mà đó, rồi quay trở lại khoáng. Rồi công thức lật hai cái kênh này làm chậm. Mình để cam là mặt ép. Đầu tiên là lật cái viên này. Tức là đưa cái viên này lên đây và giấu viên này xuống. Lên đây. Đưa qua. Giấu xuống. À, mình sẽ hoán, sẽ lật hai viên này tiếp. Rồi mình sẽ trả lại những cái gì mình làm lúc nãy. Là bên này nó đã lật lật. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Mong các bạn thể hiểu được. Và nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe channel.